ngày 13 tháng 10, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, ký ban hành công văn tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tiếp tục học tại nhà. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương, các trung tâm có cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, căn cứ tình hình tại địa phương để lựa chọn hình thức dạy học. Cụ thể, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có thể linh hoạt tổ chức dạy học cho học sinh bằng hình thức trực tuyến hoặc hướng dẫn học tập tại nhà hoặc cho học trực tiếp. Trước đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã ký ban hành công văn cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt triều cường trong tháng 9 âm lịch. Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu tối ngày 12 tháng 10 đạt mức 2,27m và trong sáng ngày 13 tháng 10 là 2,22m. Đáng quan tâm, trong mấy ngày nay trên địa bàn thành phố có mưa rải rác vào ngay thời điểm triều cường lên nên làm tình trạng ngập càng nặng thêm. Tình trạng ngập đã làm cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Cần Thơ bị xáo trộn. Thời điểm các tuyến đường bị ngập buổi sáng rơi vào giờ đi làm, còn buổi chiều lại ngay giờ tan tầm nên việc lưu thông của bà con gặp nhiều khó khăn. Có đoạn ngập sâu làm ùn tắc cục bộ, các phương tiện chết máy nhiều. Theo ghi nhận, tại các điểm ngập sâu như đường Cách Mạng Tháng 8, đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Tự Trọng, lực lượng công an cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương luôn có mặt vào thời điểm nước ngập để tổ chức điều phối giao thông và hỗ trợ người dân.